Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 54 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 54 như sau. Mọi người thuộc các bang hội giáo phái, động chủ, đảo chủ nghe tin Nhậm Doanh Doanh, con gái của giáo chủ tiền nhiệm của Nhật Nguyệt Thần Giáo, bị chùa Thiếu Lâm bắt giữ, họ đều muốn đi cứu. Điền Bác Quan cước trình rất nhạy, y chạy đi truyền tin cho các nơi, hẹn ngày 15 tháng 12, mọi người đến Thiếu Lâm tự đại náo, cứu Nhậm tiểu thư. Bọn Bạch Giao Bang thấy đoàn Nico phái Hằng Sơn qua sông, sợ họ đến trợ giúp cho các hòa thượng, nên lập kế hoạch hạ thủ. Lệnh Hồ Xung tra khảo hai lão già trên thuyền nên biết được thông tin này. Định Nhàn và Định Vật Sư Thái nhờ lệnh Hồ Xung hộ tống đoàn Nico về núi Hằng Sơn để hai bà tức tốc lấy một chiếc thuyền khác đi gấp đến Thiếu Lâm tự làm thuyết khách, thỉnh cầu phương trượng thả Nhậm tiểu thư. Mấy ngày sau, lệnh Hồ Xung gặp trưởng môn phái Hằng Sơn là Tiêu Tương Dạ Phủ Mạc Đại mới hay ngày trước Nhậm Doanh Doanh đã cõng lệnh Hồ Xung lên núi Thiếu Thất, xin phương chứng thiền sư truyền dịch cân kinh cứu mạng cho chàng. Về bản thân cô ta đã giết 4 đệ tử của chùa Thiếu Lâm, các hòa thượng muốn xử lý ra sao tùy 4 chùa. Trước tình thâm nghĩa trọng của nàng, lệnh Hồ Xung nhờ Mạc Đại tiên sinh bảo vệ đoàn Nico về Hằng Sơn. Chàng tốc hành lên đường đi Thiếu Lâm tự. Lệnh Hồ Xung đi nhanh về hướng bắc. Đến sáng, chàng đến một thị trấn lớn, tìm vào một khách điếm. Hồ Bắc có món điểm tâm nổi tiếng là canh đậu. Đậu lột sạch vỏ, nấu canh ăn rất ngon. Lệnh Hồ Xung ăn hết 3 bát to, rồi trả tiền đi ra khỏi điếm. Một đám hán tử chạy đến, trong đó có một người vừa mập vừa lùn, đó là lão đầu tử, một trong Hoàng Hà lão tổ. Lệnh Hồ Xung vui mừng lớn tiếng gọi: Lão đầu tử, khỏe không? Lão đầu tử vừa thấy Lệnh Hồ Xung, vẻ mặt rất lúng túng. Lão ngần ngừ một chút, soạt một tiếng, lão tuốt đại đao ra. Lệnh Hồ Xung tiến lên trước nói: Tổ Thiên Thu. Mới chỉ nói được 3 tiếng, lão đầu tử đã vung đao lên chém về hướng chàng. Tuy đao lực rất mạnh nhưng lại sai lệch rất kỳ lạ, cách vai Lệnh Hồ Xung đến hơn một thước. Dù một tiếng, lão chém đao xuống. Lệnh Hồ Xung giật mình nhảy lùi ra sau. Chàng la lên: Trời, lão tiên sinh, ta là Lệnh Hồ Xung đây mà. Lão đầu tử la lên: Đương nhiên là tao biết ngươi là Lệnh Hồ Xung. Các vị bằng hữu nghe đây, ngày hôm đó Thanh Cô có lệnh, bất luận người nào thấy Lệnh Hồ Xung thì phải giết hắn ngay. Thanh Cô sẽ có trọng thưởng cho. Câu nói này mọi người đều nghe cả rồi chứ? Mọi người đều đáp ầm lên: Chúng ta đều nghe rồi. Tuy mọi người nói như vậy nhưng cứ ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt rất cổ quái. Không ai rút binh khí ra động thủ, thậm chí có vài người còn đứng cười hì hì, dường như cảm thấy vô cùng thích thú. Mặt Lệnh Hồ Xung đỏ lên, chàng nhớ lại ngày hôm đó Doanh Doanh ra lệnh cho bọn lão đầu tử truyền ngôn trên giang hồ rằng phải giết mình. Cô ta vì muốn chàng ở bên cạnh, lại muốn bọn quần hào đều biết rằng Nhậm đại tiểu thư quyết không yêu Lệnh Hồ Xung, mà ngược lại còn căm hận đến tận xương tủy. Sau này chàng trải qua nhiều biến cố nên những câu nói lúc đó chàng đã quên hết. Bây giờ nghe lão đầu tử nói như vậy, chàng mới hiểu hiệu lệnh của cô ta vẫn chưa truyền ra ngoài. Lúc này bọn lão đầu tử truyền ngôn ra, dĩ nhiên quần hào không tin. Cho đến lúc cô ta vì cứu tính mệnh của Lệnh Hồ Xung cam tâm lên chùa Thiếu Lâm chịu chết,
Chuyện này do bọn đệ tử tục gia của chùa Thiếu Lâm tiết lộ ra ngoài, liền âm ỉ cả giang hồ. Ai ai cũng khen cô ta tình thâm nghĩa trọng, nhưng cũng không khỏi tức cười, cảm thấy vị đại tiểu thư này quá kiêu ngạo hiếu thắng, rõ ràng đã yêu người ta mà không chịu thừa nhận, quyết che giấu mà lại càng để lộ ra. Chuyện này không những bọn hảo hán phe bàn môn tả đạo thuộc hạ của Doanh Doanh đều biết rõ, mà ngay cả người trong chính giáo cũng biết, thường đem ra để đàm tiếu. Bây giờ Quân Hào bỗng nhiên thấy Lệnh Hồ Xung xuất hiện, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, nhưng cũng có người rất lúng túng. Lão đầu tử nói: Lệnh Hồ công tử, thánh cổ có lệnh bao bọn tại hạ giết công tử, nhưng võ công của công tử quá cao cường, vừa rồi đao của tại hạ chém không trúng công tử, mà còn được công tử hạ thủ lưu tình, không lấy tính mạng của tại hạ, đủ cảm thấy thịnh tình của công tử. Các vị bằng hữu, các vị đã tận mắt nhìn thấy, chúng ta quyết không phải không chịu giết Lệnh Hồ công tử, mà thực tế là chúng ta đánh không lại. Lão đầu tử đánh không lại Lệnh Hồ công tử thì đương nhiên các vị cũng vậy, có phải vậy không? Mọi người đều cười ha hả, cùng nói: Đúng vậy, đúng vậy. Có một người nói: Vừa rồi chúng ta ác đấu một trận kinh tâm động phách, song phương đánh đến nỗi sức cùng lực kiệt, không ai giết được ai, đành phải ngừng chiến. Mọi người đấu võ không được thì đấu rượu, nếu có vị anh hùng hảo hán nào có thể phục rượu, cho Lệnh Hồ công tử say chết luôn, sau này gặp thánh cô cũng dễ trình bày. Quân Hào ôm bụng cười nghiêng ngả, đều nói: Vậy thì tuyệt quá, tuyệt quá. Lại có một người nói: Thanh cô chỉ muốn chúng ta giết Lệnh Hồ công tử mà không quy định phải dùng dao, dùng rượu ngon để phục cho Lệnh Hồ công tử say đến chết cũng được, đây gọi là đấu sức không lại thì phải đấu trí. Quân Hào hoan hô ầm ĩ, dẫn Lệnh Hồ Xung lên một tửu lâu lớn, hơn 40 người ngồi đầy 6 cái bàn. Mấy người chưa kịp ngồi xuống đã đập bàn lớn tiếng gọi: Đem rượu ra đây. Lệnh Hồ Xung ngồi vào bàn hỏi: Thánh cô sao rồi? Tại hạ lò muốn chết được. Quân Hào nghe chàng quan tâm đến Doanh Doanh đều rất vui mừng. Lão đầu tử nói: Mọi người dự định rằm tháng 12 cùng đến chùa Thiếu Lâm đón thánh cô ra. Mấy ngày nay vì chuyện ai cũng muốn làm minh chủ nên mọi người giành nhau náo loạn cả lên, rất tổn thương hòa khí. Lệnh Hồ công tử gia lầm thật hay biết mấy. Lệnh Hồ công tử không làm minh chủ thì còn ai vào đây nữa? Nếu người khác làm, dù đón được thánh cô về thì thánh cô lão nhân già cũng không vui đâu. Một lão già tóc bạc cười nói: Đúng vậy, chỉ cần đích thân Lệnh Hồ công tử chủ trì đại cuộc, dù nhất thời gặp trở ngại không đón được thánh cô, chỉ cần thánh cô lão nhân già biết được tin này thì trong lòng cũng vui mừng khôn xiết. Địa vị minh chủ trời đất sắp đặt để chờ Lệnh Hồ công tử đảm nhận. Lệnh Hồ Xung nói: Ai làm minh chủ thì cũng là chuyện nhỏ, chỉ cần cứu được thánh cô ra, dù tại hạ có tan xương nát thịt cũng cam tâm tình nguyện. Lệnh Hồ Xung nói mấy câu này không phải là tùy miệng nói ra, chàng cảm kích Doanh Doanh đã vì mình mà xả thân, nếu vì Doanh Doanh mà chết thì chàng cũng quyết không do dự. Nhưng nếu bình thường thì đó chỉ là một ý niệm trong thâm tâm mà thôi, không cần phải nói ra ngoài miệng với ai. Bây giờ chàng lại muốn liều mạng chứng tỏ là mình chí tình chí nghĩa, để khiến cho người khác không cười Doanh Doanh nữa. Quân Hào vừa nghe nói thì lòng bọn họ được an ủi rất nhiều, cảm thấy thánh cô xem trọng người này là đúng chứ không sai. Thánh cô thực có con mắt tinh đời. Lão già tóc bạc lại cười nói: Thì ra Lệnh Hồ công tử quả đúng là một vị anh hùng có tình có nghĩa. Trước đây nghe giang hồ đồn đại rằng Lệnh Hồ công tử mọi việc bỏ ngoài tai, không thèm để ý tới, khiến cho giao chung rất bất mãn. Lệnh Hồ Xung nói: Mấy tháng này tại hạ thất thủ, thân bị giam trong chốn lao lùng, sự việc trên giang hồ đại khái tại hạ không có biết, nhưng ngày đêm tại hạ vẫn nhớ thánh cô, đến đầu cũng bạc luôn nè. Nè nè nè, nào tại hạ kính các vị bằng hữu một bát, đa tạ các vị vì thánh cô mà ra sức.
Lệnh Hồ Xung đứng dậy bưng bát rượu uống cạn, Quân Hào cũng đều uống cạn. Lệnh Hồ Xung nói: Lão tiên sinh nói nhiều, bằng hữu đang tranh địa vị minh chủ làm tổn thương hòa khí, chuyện không nên chậm trễ nữa, chúng ta mau đến khuyên can ngay đi. Lão đầu tử nói: Đúng vậy, Tổ Thiên Thu và Dạ Miêu Tử đều đã đi rồi, chúng ta cũng nên đi ngay đi. Lệnh Hồ Xung hỏi: Không biết mọi người đang tụ tập ở đâu vậy? Lão đầu tử đáp: Quần hào tụ tập ở Hoàng Bảo Bình. Lệnh Hồ Xung lại hỏi: Hoàng Bảo Bình ư? Lão già tóc bạc nói: Nơi đó ở trong núi Kinh Sơn phía tây thành Tương Dương. Lệnh Hồ Xung lại nói: Mau ăn cơm uống rượu rồi lập tức đi Hoàng Bảo Bình. Chúng ta đã đấu rượu 3 ngày 3 đêm rồi, các vị đã phí hết tâm trí mà vẫn không phục chết được Lệnh Hồ Xung. Sau này gặp thánh cô có thể trình bày được rồi. Quần hào cười rộ lên, đều nói: Lệnh Hồ công tử tửu lượng như biển, chỉ e có đấu thêm 3 ngày 3 đêm nữa cũng không làm gì được Lệnh Hồ công tử. Lệnh Hồ Xung và lão đầu tử sống vai nhau đi. Chàng hỏi: Bệnh của Lệnh ấy có đỡ nhiều không? Lão đầu tử đáp: Cảm ơn công tử đã quan tâm, tuy tiểu nữ không đỡ hơn, nhưng may mà bệnh tình cũng không xấu thêm. Lệnh Hồ Xung vẫn chưa giải được mối hoài nghi. Thấy bọn quần hào ở phía sau cách mấy trượng, chàng bèn hỏi: Các bằng hữu đều nói thánh cô có đại ân đại đức với các vị, tại hạ thật sự không hiểu rõ nguyên nhân. Thánh cô còn nhỏ tuổi, làm sao có thể ban thấy ân đức quá nhiều cho các bằng hữu giang hồ như vậy? Lão đầu tử hỏi lại: Nè, công tử không biết rõ nguyên nhân thật sao? Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp: Tại hạ đâu có biết. Lão đầu tử lại nói: Công tử không phải là người ngoài, đáng lẽ không nên giấu giếm, nhưng mọi người đã lập lời thề với thánh cô là không thể tiết lộ điều cơ mật trong chuyện này, xin công tử lượng thứ cho. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói: Đã không tiện thì đừng nói vậy. Lão đầu tử lại nói: Sau này có ngày chính miệng thánh cô nói với công tử không hay hơn hay sao? Lệnh Hồ Xung nói: Mong ngày đó đến càng sớm càng tốt. Đi trên đường, quần hào gặp thêm 2 tớp hán tử cũng đến Hoàng Bảo Bình. 3 tớp hợp lại có hơn 100 người. Lúc đến Hoàng Bảo Bình thì trời đã khuya. Chỗ quần hào tụ hội là một nơi hoang dã phía tây. Còn cách hơn 1 dặm thì đã nghe tiếng người la ó. Có người quát tháo chửi thề, có người ngoác miệng la hét. Lệnh Hồ Xung càng tăng cước bộ chạy nhanh hơn. Dưới ánh trăng, chàng thấy núi bao bọc chung quanh một vùng cỏ rậm, trên đó lố nhố vô số đầu người, ít nhất cũng khoảng hơn 1000. Có người lớn tiếng nói: Minh chủ, minh chủ! Đã gọi một tiếng minh chủ thì đương nhiên chỉ do một người làm. Các người đến 6 người đều muốn làm thì còn gọi là cái gì là minh chủ sao được? Người khác lên tiếng: 6 người bọn ta là một, mà một người là 6 người. Các người đều nghe hiệu lệnh của 6 huynh đệ ta thì 6 huynh đệ ta là minh chủ. Người mà la lối om sòm thì bọn ta xé người thành 4 mảnh trước . Lệnh Hồ Xung không cần nhìn cũng biết đó là một trong đào cốc lục tiên, nhưng giọng nói của 6 huynh đệ họ đều giống giống nhau nên rất khó phân biệt là ai nói. Người nói trước bị lão dọa nên không dám nói nữa, nhưng quần hào đối với đào cốc lục tiên rõ ràng không phục. Có người ở từ xa kêu chửi, có người núp trong bóng tối mà cười to lên, có người ném đất đá vào bọn họ loạn cả lên. Đào Diệp Tiên lớn tiếng la: Trời ơi, ai dám ném cái hòn đá vào lão tử vậy? Trong bóng tối có người hét lên: Lão tử ta đó. Đào Hoa Tiên tức giận hỏi: Thế gì? Ngươi là lão tử của ca ca ta, cũng tức là lão tử của ta. Có người nói: Cái đó thì có chưa cha. Mấy trăm người liền cười rần lên. Đào Hoa Tiên hỏi: Tại sao lại chưa chắc chứ? Người kia đáp: Chuyện này cũng không có biết, ta chỉ sinh được có 1 đứa con . Đào Căng Tiên hỏi: Người chỉ sinh được có 1 đứa con thì có liên can gì đến ta chứ? Người kia cười khằng khạc rồi nói: Không có liên can gì đến người á, nhưng chắc có liên can đến huynh đệ của người đó. Đào Căng Tiên hỏi: Chẳng lẽ cũng có liên can đến ta hay sao?
Người kia cười nói: Để coi tướng mạo có giống hay không. Đào Thực Tiên nói: Người nói tướng mạo của ta hơi giống, thử ra đây xem coi. Người đó cười nói: Có gì hay đâu mà xem, tự ngươi soi gương là thấy rồi. Đột nhiên bốn bóng người nhảy lên tấn tốc dị thường, cùng xông về trước túm lấy người đó, lôi từ trong bóng tối ra. Người này vừa cao vừa to, nặng có đến 200 cân. Lão bị Đào Cốc Tứ Tiên túm lấy tứ chi, không sao nhúc nhích được. Bốn người xách lão ra dưới ánh trăng. Đào Thực Tiên nói: Không giống ta, ta đâu có khó coi như vậy. Lão Tam, hắn có vẻ hơi giống người ạ. Đào Chi Tiên nói: Ta khó coi hơn người hay sao? Anh hùng thiên hạ ở đây xin tất cả cứ bình phẩm mấy lời thử xem. Quân Hào đã thấy Đào Cốc Lục Tiên mặt mũi xấu xí, nếu nói người nào hơn người nào thì bình phẩm vụ này cũng không dễ. Lúc này thấy đại hán bị bốn người nắm chặt, trong khoảnh khắc sẽ bị xé ra làm bốn mảnh, cho nên ai cũng run sợ, cười không nổi nữa. Lệnh Hồ Xung biết tính khí của Đào Cốc Lục Tiên, một lão trong bọn họ không vừa lòng thì sẽ xé đại hán này ra. Chàng liền lớn tiếng nói: Đào Cốc Lục Tiên, cho phép Lệnh Hồ Xung ta bình phẩm có được hay không? Lệnh Hồ Xung vừa nói vừa đi từ trong chỗ tối ra. Quân Hào vừa nghe đến ba tiếng Lệnh Hồ Xung liền sửng sốt, hơn 1000 người đều hướng mắt nhìn vào. Lệnh Hồ Xung nhìn chằm chằm vào Đào Cốc Tứ Tiên, chàng sợ bọn chúng nhất thời hứng khởi liền xé xác đại hán này, cho nên chàng nói: Các vị, để bằng hữu này xuống thì tại hạ mới nhìn rõ mặt được. Đào Cốc Tứ Tiên liền để lão xuống. Đại hán này thân thể rất to cao, lão đứng xuống đất trông giống như một cái tháp. Vừa rồi lão thoát chết nên sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác, sắc mặt trắng bệch, thân run bần bật. Lão biết đứng trước mọi người mà run như vậy thì thật đáng xấu hổ, nhưng không kiềm chế được. Lão muốn nói mấy câu để gỡ thể diện, nhưng miệng cứ lắp bắp: Ta. Lệnh Hồ Xung thấy lão quá sợ hãi, nhưng diện mạo của gã cũng đàng hoàng, nên hắn nói với Đào Cốc Lục Tiên: Lục vị Đào huynh, tướng mạo của các vị hoàn toàn không có giống vị bằng hữu này. So với vị bằng hữu này, các vị đẹp trai hơn nhiều. Đào Căng Tiên cốt cách thanh kỳ, Đào Cán Tiên khôi ngô tuấn tú, Đào Chi Tiên tứ chi nở nàng, Đào Diệp Tiên mày thanh mắt sáng, Đào Hoa Tiên thì chuyện này mắt như sao sáng, Đào Thực Tiên tinh thần quắc thước. Hễ ai thấy đều biết các anh hùng mặt ngọc lục dị, hành hiệp trượng nghĩa, là bậc anh tuấn thiếu, là anh tuấn trung niên. Quân Hào nghe vậy đều cười rần cá lên. Đào Cốc Lục Tiên càng khoái chí, lão đầu tử đã nếm mùi đau khổ vì lục huynh đệ này, biết bọn họ rất khoái nghe nịnh, cho nên lão cũng nói theo: Theo tại hạ thấy, anh hùng trong thiên hạ nhìn chung võ công dù có cao cường đến đâu, nhưng nói đến tướng mạo thì không ai bằng Đào Cốc Lục Tiên. Quân Hào lại nhao nhao cả lên. Có người nói: Đào Cốc Lục Tiên đâu chỉ tuấn mỹ mà thôi, lại còn có vẻ phong lưu tao nhã nữa, xưa nay chưa từng có ai như vậy. Có người cũng nói: Phàn An thấy Đào Cốc Lục Tiên cũng phải tránh, Tống Ngọc cũng phải chào thua. Lại có người khác nói: Trong võ lâm, nam tử đẹp trai từ đệ nhất đến đệ lục đương nhiên là sáu huynh đệ họ rồi, Lệnh Hồ Xung giỏi lắm, chỉ liệt vào hàng thứ bảy mà thôi. Đào Cốc Lục Tiên không biết mọi người đang cười mình, cứ nghĩ rằng bọn họ xưng tán mình thật, nên càng thêm đắc ý, cứ ngoác miệng cười không sao ngậm lại được. Đào Chi Tiên nói: Mama của ta năm xưa đã nói với sáu huynh đệ ta xấu như tám con quỷ, thì ra mama nói sai rồi. Có người cười hỏi: Đương nhiên là sai rồi, các người chỉ có sáu người thì sao có thể gọi là tám con quỷ được. Có tiếng người nói khẽ: Thêm già già mama của bọn chúng nữa. Câu nói chưa dứt thì bị người nào đó bịt miệng lại. Lão đầu tử lớn tiếng nói: Các vị bằng hữu, chúng ta gặp dân may rồi. Lệnh Hồ công tử đang muốn đơn thương độc mã xông vào chùa Thiếu Lâm để đón thánh cô về,
trên đường gặp bọn ta. Nghe nói mọi người đang ở đây nên công tử lên thương nghị với các vị. Nói đến tướng mạo đẹp á, thì đương nhiên chỉ có Đào Cốc Lục Tiên. Quân Hùng vừa nghe lại cười rần cả lên. Lão đầu tử xua tay liên tục. Trong tiếng cười to của Quần Hùng, lão nói tiếp: Nhưng việc xông vào chùa Thiếu Lâm đón thanh cô là việc quan trọng, không liên can gì lắm đến tướng mạo đẹp hay xấu. Theo ý của tại hạ, chúng ta cùng tôn lệnh hồ công tử là minh chủ, mời lệnh hồ công tử chủ trì đại cuộc, phát hiệu lệnh để mọi người cùng tuân theo. Ý của các vị như thế nào? Quần Hùng ai ai cũng biết thánh cô vì lệnh hồ xung mà chịu giam thân ở Thiếu Lâm. Lệnh hồ xung võ công trác tuyệt, ngày trước ở Hà Nam đã liên thủ cùng Hướng Dẫn Thiên đại chiến với các lộ anh hùng. Chuyện này đã chấn động giang hồ. Nhưng dù sức hắn có trói gà không chặt đi nữa, một khi thánh cô để mắt tới, thì việc tôn hắn làm minh chủ như lời lão đầu tử nói là điều hợp lý. Tất cả liền hoan hô, nhiều người vỗ tay reo hò. Bỗng Đào Hoa Tiên nói: Nè, chúng ta đi cứu Nhậm đại tiểu thư ra đó, thì có phải cô ta sẽ làm vợ của lệnh hồ xung không? Quần hào đối với Nhậm đại tiểu thư vô cùng tôn kính. Tuy cảm thấy Đào Hoa Tiên nói không sai, nhưng ai cũng không dám công nhiên gật đầu. Lệnh hồ xung vô cùng lúng túng, lặng yên không lên tiếng. Đào Diệp Tiên nói: Đúng vậy, trừ khi bản lãnh của lệnh hồ xung cao hơn bọn ta thì khó cần phải bàn. Đột nhiên Đào Căng Tiên, Đào Cán Tiên, Đào Chi, Đào Thực, cả bốn cùng động thủ túm chặt lấy tứ chi của lệnh hồ xung mà nhấc bổng lên. Bốn người ra tay rất thần tốc mà không hề báo trước, nói túm là túm. Lệnh hồ xung không kịp né tránh. Quần Hùng cùng kinh hãi la lên: Trời ơi, đừng làm vậy, buông ra mau. Đào Diệp Tiên cười nói: Ta cả cứ yên tâm, bọn ta không làm tổn thương tính mạng của lệnh hồ xung đâu. Chỉ cần lệnh hồ xung đồng ý nhường để cho sáu huynh đệ ta làm minh. Lão chưa nói hết câu, Đào Căng, Đào Cán, Đào Chi, Đào Thực, cả bốn cùng hét lên, vội ném lệnh hồ xung xuống rồi la lên: Trời ơi, ngươi sử yêu pháp gì vậy? Thì ra tay chân của lệnh hồ xung bị bốn lão túm chặt. Chàng sợ đầu óc bọn lão ngu muội, chuyện quái gì cũng làm được, không chừng bọn chúng xé mình ra thật. Chàng liền dựng hấp tinh đại pháp. Đào Cốc Tứ Tiên cảm thấy nội lực của mình ung ung từ bàn tay tiết ra ngoài, càng dẫn công kháng cự thì nội lực tiết ra ngoài càng nhiều hơn. Trong lúc kinh hãi, bốn lão liền ném chàng xuống. Lệnh hồ xung ưỡn người đứng dậy ngay. Đào Diệp Tiên vội hỏi: Sao hả? Đào Căng Tiên và Đào Thực Tiên cùng nói: Trời ơi, cái công phu của lệnh hồ xung thật là kỳ quái, chúng ta không có túm hắn được. Đào Cán Tiên nói: Không phải là túm không được hắn, mà đột nhiên không muốn túm hắn nữa thôi. Quần hào hoan hô, tất cả đều nói: Đào Cốc Lục Tiên, lần này các ngươi phục chưa? Đào Căng Tiên nói: Lệnh hồ xung là hảo bằng hữu của sáu huynh đệ bọn ta, lệnh hồ xung cũng như là Đào Cốc Lục Tiên, Đào Cốc Lục Tiên cũng như là lệnh hồ xung. Lệnh hồ xung là minh chủ thì cũng như Đào Cốc Lục Tiên là minh chủ, có gì đâu mà không phục. Đào Hoa Tiên nói: Trong thiên hạ làm gì có cái chuyện mình không phục mình. Sao các người hỏi ngu quá vậy hả? Quần hào thấy vẻ mặt của Đào Cốc Lục Tiên, đoán rằng vừa rồi lúc bọn chúng túm lệnh hồ xung không được đã ngấm ngầm xấu hổ, nhưng sợ mất mặt nên không chịu thừa nhận. Tuy không biết rõ nguyên nhân, nhưng ai cũng cười và hoan hô rộ lên. Lệnh hồ xung nói: Các vị bằng hữu, lần này chúng ta đi nghinh đón thánh cô và giải cứu rất nhiều bằng hữu giang hồ đã thất thủ bị giam cầm trong chùa Thiếu Lâm. Chùa Thiếu Lâm là Thái Sơn bắt đầu trong võ lâm. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ lừng danh trong thiên hạ đã mấy trăm năm, bất cứ môn phái nào cũng không thể kháng cự được. Nhưng chúng ta người đông thế mạnh, ngoài hơn 1000 vị anh hùng ở đây ra, còn có không ít hảo hán đã đến đó trước rồi. Võ công của chúng ta thì không bằng đệ tử tăng tột của chùa Thiếu Lâm, thì 10 người đánh một, không chột thì cũng què. Mọi người đáp ầm lên.
Đúng vậy, đúng vậy. Chẳng lẽ các hòa thượng chùa Thiếu Lâm có ba đầu sáu tay hay sao? Lệnh Hồ Xung lại nói: Tuy các đại sư chùa Thiếu Lâm giữ thánh cô, nhưng cũng không làm khó dễ gì thánh cô. Họ đều là những bậc cao tăng đắc đạo, từ bi bác ái, khiến ai cũng kính ngưỡng. Chúng ta phá hủy chùa Thiếu Lâm thì e rằng hảo hán trên giang hồ sẽ nói chúng ta cậy nhiều để thủ thắng, không phải là hành vi của bậc anh hùng. Cho nên theo ý của tại hạ, chúng ta phải tiên lễ hậu binh. Nếu có thể thuyết phục được chùa Thiếu Lâm nhường một bước, không giam giữ làm khó dễ thánh cô và các vị bằng hữu nữa, để tránh khỏi một trận ác đấu, thì vẫn hay hơn nhiều. Tổ Thiên Thu nói: Lời của Lệnh Hồ công tử rất hợp ý với tại hạ. Nếu động thủ thì song phương sẽ tổn thương rất là nhiều đó. Đào Chi Tiên nói: Lời của Lệnh Hồ công tử không hợp với ý của ta. Nếu song phương không động thủ thì tử thương rất ít, còn gì thú vị nữa chứ. Tổ Thiên Thu nói: Chúng ta đã tôn Lệnh Hồ công tử làm minh chủ, khi Lệnh Hồ công tử phát hiệu lệnh, mọi người phải nghe theo. Đào Căng Tiên lên tiếng: Đúng rồi, chuyện phát hiệu lệnh để bọn Đào Cốc đầu tiên ta làm là được rồi. Quần hùng nghe sáu huynh đệ lão cứ làm rộn một cách vô lý, cản trở việc chính, thì ai cũng tức giận. Nhiều người đặt tay lên chui đao, đợi Lệnh Hồ Xung ra lệnh thì sẽ loạn đao phân thay sáu lão này ra. Võ công của sáu lão có cao cường tới đâu cũng không chống đỡ nổi mấy chục đao đồng thời chém xuống. Tổ Thiên Thu nói: Việc của minh chủ là gì? Đương nhiên là phát hiệu lệnh. Nếu minh chủ không phát hiệu lệnh thì sao gọi là minh chủ được? Chữ chủ này có nghĩa là phát hiệu lệnh. Đào Hoa Tiên lại lên tiếng: Nếu như vậy thì chỉ gọi hắn một chữ minh thôi, bỏ bớt chữ chủ là được rồi. Đào Diệp Tiên thì lắc đầu nói: Chỉ gọi một chữ minh thì còn ý nghĩa gì nữa? Đào Cán Tiên nói: Theo cao kiến của ta đó, thì chữ minh dĩ nhiên không có ý nghĩa gì. Nếu tách chữ minh ra thì gọi hắn là minh quyết. Đào Chi Tiên la lên: Trời ơi, sai rồi, sai rồi. Chữ minh mà tách ra thì chữ phía dưới không phải là chữ quyết, nó ít hơn một nét. Vậy đó là chữ gì? Đào Cốc Lục Tiên đều không hiểu. Đó là chữ mãnh trong khí mãnh. Quần hùng muốn bọn lão lòi cái dốt ra, cho nên không ai lên tiếng chỉ điểm cả. Đào Cán Tiên lại nói: Ít đi một nét thì cũng là quyết. Ví như ta chém người một đao, chém sâu thì máu chảy ra nhiều, đương nhiên là quyết. Nếu ta hạ thủ lưu tình, chém nhẹ một đao thì máu chảy ra ít, tuy ít một chút nhưng cũng là quyết. Đào Chi Tiên tức giận nói: Người chém ta một đao thì dù chém nhẹ cũng không phải là hạ thủ lưu tình, mà tại sao người muốn chém ta một đao vậy hả? Đào Cán Tiên trả lời: Ta đâu có chém, tay ta đâu có dao. Đào Hoa Tiên hỏi: Nếu tại người không có đao thì sao nè? Quần hùng nghe bọn lão nói càng lúc càng không đâu vào đâu, không kìm được tức giận, tất cả cùng quát lên: Im miệng đi, mọi người hãy nghe hiệu lệnh của minh chủ. Đào Chi Tiên lại nói: Hắn ra lệnh thì cứ ra lệnh, cần gì phải im miệng. Lệnh Hồ Xung bấy giờ đề khí nói lớn: Các vị bằng hữu, từ nay đến rằm tháng 12 còn 17 ngày nữa, mọi người lên đường từ từ mà đi, đến Thiếu Lâm là vừa đúng ngày. Lần này chúng ta không phải bí mật hành sự, mà là giương cờ viết dòng chữ anh hùng thiên hạ cùng lên chùa Thiếu Lâm cung nghinh thánh cô. Lại mua nhiều trống, trên đường gõ trống đi trước, để bọn đệ tử tăng tục của Thiếu Lâm nghe được phải hoảng sợ. Phần lớn những hào khách bàn môn tả đạo là những kẻ hiếu sự, nghe Lệnh Hồ Xung nói sẽ đại náo như vậy đều khoái chí. Tiếng hoan hô dậy lên chấn động cả sơn cốc. Cũng có nhiều người lão thành trầm tĩnh, nhưng thấy mọi người đều phấn khích nên không ngăn cản, chỉ mỉm cười mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Lệnh Hồ Xung mời Tổ Thiên Thu, Kế Vô Thi, Lão Đầu Tử, ba người đi làm cờ phướng trống gia. Đến giờ ngọ thì đã viết xong dòng chữ trên lá cờ lớn vải trắng. Trống gia chỉ mua được có hai cái. Lệnh Hồ Xung nói: Chúng ta lên đường, dọc đường gặp các thị trấn thì dừng lại mua sắm thêm. Lập tức có người đánh trống, quần hào cùng reo hò, sắp thành hàng tiến về hướng bắc.
Lệnh Hồ Xung nhớ lại tình trạng đệ tử phái Hằng Sơn bị địch tập kích trên Thiên Hà lĩnh. Chàng bàn bạc với bọn Kế Vô Thi, phái 7 bang hội, 2 bang đi trước tiên phong, 2 bang đi bên trái hộ vệ, 2 bang đi bên phải cũng hộ vệ, 1 bang đi phía sau tiếp ứng. Những người còn lại là đại đội đi chính giữa. Chàng lại phái thần điểu bang ở sông Hán Thủy quay về truyền tin tức. Thần điểu bang là bang hội bốn địa, từ Ngạc Bắc cho đến Dự Nam đều thuộc phạm vi thế lực của bang này. Nếu có gió thổi cỏ động thì bọn họ đều nhận biết ngay. Quần hào thấy lệnh Hồ Xung điều động rất hợp lý, ngoài đầu gốc Lục Tiên ra ai cũng phục và tuân theo. Đi được mấy ngày, dọc đường liên tục có hào sĩ đến nhập bọn. Cờ dương trống đánh càng lúc càng khí thế. Trong tiếng trống thùng thùng, hơn 2000 người reo hò tiến về Thiếu Lâm tự. Một hôm đến dưới chân núi Võ Đan, lệnh Hồ Xung lên tiếng: "Phái Võ Đan là đệ nhị đại phái trong Võ Lâm, thành thế rất hùng mạnh, ngang hàng với phái Thiếu Lâm. Lần này chúng ta đi nghinh đón Thánh Cô, ngay cả phái Thiếu Lâm cũng không nên đắc tội. Để khỏi đắc tội với phái Võ Đan, chúng ta nên tránh đường mà đi, tỏ ý tôn trọng Xung Hư đạo trưởng, trưởng môn nhân phái Võ Đan. Không biết ý của các vị như thế nào?" Lão đầu tử nói: "Lệnh Hồ công tử nói sao thì làm vậy. Chúng ta chỉ cần đón được Thánh Cô là thỏa tâm nguyện rồi. Không nên sinh sự rắc rối để thêm cường địch. Nếu đón Thánh Cô không được, dù có sang bằng núi Võ Đan cũng chẳng ích gì." Lệnh Hồ Xung nói: "Vậy thì hay lắm. Xin truyền lệnh xuống, hãy xuống cờ, thôi đánh trống, đi rẽ về hướng đông." Quần hào liền rẽ sang hướng đông mà đi. Bỗng trước mặt có người cưỡi lừa đi đến, phía sau còn có thêm 2 người nông dân, một người gánh củi, còn người kia gánh rau. Cưỡi trên lưng lừa là một lão già lưng còng, không ngừng ho sù sụ, quần áo giá chằng giá đụp. Quần hào quá đông, tay cầm binh khí, đi trên đường la lối ỏm tỏi, thanh thế rất hùng dũng. Người đi đường vừa thấy liền né sang một bên. Nhưng mà 3 người này làm ra vẻ như không thấy, lại xông thẳng vào họ. Đầu cốc Lục Tiên quát lên: "Các người làm cái gì vậy?" Lão đưa tay đẩy một cái, con lừa hí lên một tiếng, ngã lăn ra. Rắc rắc mấy tiếng, xương chân nó bị gãy. Lão già cưỡi lừa té xuống đất, rên hừ hừ, gượng mãi mà không dậy được. Lệnh Hồ Xung áy náy trong lòng, liền chạy lại đỡ lão dậy rồi nói: "Thật là xin lỗi, lão trượng có đau lắm không vậy?" Lão già đó rên hừ hừ rồi nói: Cái này có đáng kể gì?" Hai lão nông dân để gánh xuống, đứng giữa đường hai tay chống nạnh, mặt đầy vẻ tức giận. Hắn tự gánh củi, thở hồng hộc nói: "Đây là chân núi Võ Đan, các ngươi là ai mà to gan dám ra tay đánh người?" Đào Căng Tiên nói: "Chân núi Võ Đan thì đã sao hả?" Hán tử đó nói: "Dưới chân núi Võ Đan ai ai cũng biết võ công. Các ngươi là người ngoài mới đến đây, là dở thói ngang ngược, thật không biết sống chết là gì, tự rước lấy cái khổ vào thân." Quần hào thấy hai lão mặt vàng hốc hác, khoảng 50 tuổi, lời nói của lão gánh rau trung khí không đủ mà lại tự xưng là biết võ. Mấy chục người liền cười ồ lên. Đào Hoa Tiên cười nói: "Ngươi cũng biết võ công hả?" Hán tử đó nói: "Dưới chân núi Võ Đan, đứa trẻ lên 3 cũng biết đánh quyền, đứa trẻ lên 5 thì biết luyện kiếm, có gì là lạ?" Đào Hoa Tiên chỉ hán tử gánh củi rồi cười nói: "Còn hắn thì sao hả? Hắn biết sử kiếm không vậy?" Hán tử gánh củi nói: Ta lúc còn nhỏ có học qua mấy tháng, mười mấy năm nay không có luyện, công phu đều bỏ qua một bên hết rồi." Hán tử gánh rau nói: "Võ công của phái Võ Đan đệ nhất thiên hạ, chỉ cần học qua vài tháng thì ngươi không phải là đối thủ." Đào Diệp Tiên cười nói: "Vậy ngươi luyện mấy đường cho bọn ta xem đi." Hán tử gánh củi nói: "Luyện cái gì, các ngươi xem cũng có hiểu đâu." Quần hào cười rần rần đều nói: "Không hiểu à, cũng phải xem thử cho biết." Hán tử gánh củi lại nói: "Ui, đã như vậy thì ta luyện vài chiêu, nhưng không biết
Còn nhớ hay không? Vị nào cho mượn kiếm đi. Một người liền đưa kiếm tới. Hắn tự đó nhận kiếm, đi đến đám ruộng, dung bên này một kiếm, bên kia một kiếm. Lão sử được 3-4 chiêu, bỗng quên mất, gãi đầu suy nghĩ, rồi lại sử mấy chiêu nữa. Quần hào thấy lão sử hoàn toàn không ra chương pháp, thân thủ lại rất dụng về, ai cũng ôm bụng cười lăn ra. Hắn tự gánh rào nói: có gì đâu mà cười, để ta sử, cho ta mượn kiếm đi. Lão cũng nhận trường kiếm, liền chém loạn xạ. Lão ra tay rất nhanh, giống như điên khùng, khiến cho mọi người cười ngã nghiêng. Ban đầu Lệnh Hồ Xung cũng mỉm cười, nhưng lúc xem được mười mấy chiêu, bất giác cảm thấy kinh ngạc. Chiêu kiếm của hai hán tử này, một người rất chậm, còn một người rất nhanh, nhưng trong kiếm pháp của cả hai rất ít có chỗ sơ hở, thật là hiếm thấy. Tư thế của hai lão rất khó coi, nhưng chiêu kiếm lại cổ quái hùng hậu, oai lực trên kiếm dường như mới chỉ phát huy được 1-2 phần, còn lại thì nó tiềm ẩn không lộ ra. Lệnh Hồ Xung liền bước lên trước mấy bước, cung tay nói: hôm nay được bái kiến hai vị tiền bối, tận mắt thấy cao chiêu, thật quả là vinh hạnh. Lệnh Hồ Xung nói rất thành khẩn. Hai lão thu trường kiếm về. Lão gánh củi trừng mắt hỏi: tiểu tử, người hiểu được kiếm pháp của bọn ta hay sao? Lệnh Hồ Xung nói: không dám nói chữ hiểu, kiếm pháp của hai vị bác đại tinh thâm, chữ hiểu làm sao dẫn bối nói được. Kiếm pháp phái Võ Đàng lừng danh thiên hạ, quả nhiên khiến người ta khâm phục và được mở rộng tầm mắt. Hắn tự gánh rau hỏi: tiểu tử, ngươi tên là gì? Lệnh Hồ Xung còn chưa trả lời thì trong quần hào đã có mấy người la lên: cái gì là tiểu tử với không tiểu tử? Nè, vị này là minh chủ của bọn ta, là Lệnh Hồ công tử. Tên nông dân quê mùa kia, nên ăn nói cho thận trọng một chút nghe. Hán tử gánh củi nghiêng đầu nói: Lệnh Hồ Hoa Tử ư? Sao không gọi là A Cẩu, A Miêu, mà gọi là cái gì Dư Hấu Độ Phộng? Cái tên khó nghe quá đi. Lệnh Hồ Xung cung tay nói: hôm nay Lệnh Hồ Xung được thấy kiếm pháp thần diệu của phái Võ Đàng, rất khâm phục. Vạn bối sẽ có ngày lên núi khấu kiến Xung Hư đạo trưởng để tỏ lòng kính trọng. Tôn tính đại danh của hai vị, có thể cho vạn bối biết được hay không? Lão gánh củi nhổ một bãi nước miếng xuống đất rồi nói: bọn người đông người là om sòm đánh trống thổi kèn, có phải là đường đám ma hay không vậy? Lệnh Hồ Xung biết hai lão này là cao thủ của phái Võ Đàng, chàng liền cung kính cúi người đáp: bọn vãn bối có một vị bằng hữu bị giữ trong chùa Thiếu Lâm, nên đi cầu xin phương chứng phương trượng lão nhân gia từ bi tha cho. Hắn tự gánh rau nói: thì ra không phải là đưa đám ma, nhưng các người đánh chết con lừa của bá bá ta, có chịu đền tiền hay không? Lệnh Hồ Xung tiện tay dẫn qua ba con tuấn mã, nói: ba con ngựa này đương nhiên không bằng con lừa của tiền bối, nhưng xin tiền bối cưỡi tạm. Bọn vãn bối không biết tiền bối giá lâm, nên lỡ đụng độ, xin tiền bối miễn tội. Lệnh Hồ Xung nói xong dẫn ba con ngựa qua. Quần hào thấy vẻ mặt Lệnh Hồ Xung càng lúc càng khiêm cẩn, tuyệt không có ý giả bộ, nên ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Hắn tự gánh rào nói: người đã biết kiếm pháp của bọn ta cao thâm, vậy người có muốn tỉ thí hay không? Lệnh Hồ Xung đáp: vãn bối không phải là đối thủ của hai vị. Hắn tự gánh củi nói: người không muốn tỉ thí, nhưng ta muốn tỉ thí đó. Lão đâm một kiếm chênh chết ra nhằm phóng về Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thấy kiếm này của lão chụp lên chính chỗ yếu hại trên người hắn, rất tinh diệu. Hắn bèn khen: hảo kiếm pháp. Lệnh Hồ Xung rút trường kiếm ra, xoay kiếm lại, hắn tự chém loạn lên không trung. Lệnh Hồ Xung thu trường kiếm về, hắn cũng chém lên không. Hai người liên tiếp suốt 7-8 chiêu, mỗi chiêu đều đâm vào khoảng không, song kiếm chưa hề giao nhau. Nhưng hắn tự gánh củi lại lùi dần từng bước. Hắn tự gánh rào la lên: Dư Hấu Độ Phộng, quả nhiên có chút môn đạo. Lão dung kiếm lên chém loạn xạ, trong khoảnh khắc đã liên tiếp chém khoảng 20 kiếm. Mỗi chiêu kiếm đều chém
hướng về phía Lệnh Hồ Xung. Nhưng mũi kiếm luôn cách Lệnh Hồ Xung 7-8 thước. Lệnh Hồ Xung dung trường kiếm lên, có lúc chàng điểm hán tử gánh củi một chiêu, có lúc lại chém hán tử gánh rau một chiêu. Lưỡi kiếm cách người hai lão đều khoảng 7-8 thước. Hai lão thấy Lệnh Hồ Xung xuất chiêu thì vẻ mặt rất căng thẳng, hoặc nhảy lên né tránh, hoặc múa kiếm vội vàng gạt đỡ. Quần hào thấy như vậy đều ngẩn người ra. Rõ ràng lưỡi kiếm của Lệnh Hồ Xung cách hai lão một khoảng khá xa. Lúc xuất kiếm lại không sử chút kinh lực nào, quyết không phải là loại kiếm khí vô hình để tấn công người. Mà tại sao hai lão lại né tránh gạt đỡ vội vã như vậy? Xem đến lúc này, quần hào đều biết hai lão là cao thủ võ công rất thâm hậu, chứ không phải hạng tiều phu nông dân bình thường. Lúc hai lão xuất chiêu tấn công, tuy một lão chậm chạp, một lão như điên cuồng, nhưng lúc đỡ chiêu né tránh thì thân thủ rất nhanh nhẹn vững vàng. Để được như vậy phải tập trung toàn lực, không thể có chút lơ là sơ hở. Bỗng nghe hai lão cùng thét lên, kiếm pháp thay đổi. Trường kiếm của lão gánh củi dung ra rất rộng, thế kiếm rất hùng hậu. Lão gánh rau khi tiến khi lùi rất mau lẹ, mũi kiếm của lão biến ảo vô số tinh quang. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đâm hơi nghiêng ra, lại không rung động. Mục quan của chàng có lúc nhìn chăm chăm vào lão gánh củi, có lúc nhìn xéo lão gánh rau. Ánh mắt của Lệnh Hồ Xung chiếu đến đâu thì hai lão liền biến chiêu, hoặc thét to nhảy thối lui, hoặc chuyển thế công thành thế thủ. Bọn Kế Vô Thi, lão đầu tử, Tổ Thiên Thu là những kẻ sĩ võ công cao cường, đã dần dần nhìn ra manh mối, hiểu rằng sở dĩ hai hán tử này né tránh và hộ vệ nhất định là do mục quan của Lệnh Hồ Xung chiếu đến. Đó cũng chính là các chỗ yếu huyệt trên người hai lão. Thấy lão gánh củi dùng kiếm lên chém, mục quan của Lệnh Hồ Xung chiếu vào huyệt thương khúc ở bụng dưới của lão. Lão chưa sử xong một chiêu liền thu kiếm về để cản đỡ nơi huyệt thương khúc của mình. Lúc lão gánh rau đâm liền mấy chiêu về hướng Lệnh Hồ Xung thì mục quan của chàng chiếu vào huyệt thiên đỉnh ở cổ bên trái của lão. Lão vội cúi đầu, trường kiếm chém nhanh xuống, cắm sâu vào đất ruộng khô. Dường như mục quan của Lệnh Hồ Xung phát ra ám khí, lão không dám để ánh mắt của chàng chiếu vào huyệt thiên đỉnh của mình. Hai lão sử kiếm thêm một lúc nữa, mồ hôi ra nhễ nhại. Trong khoảnh khắc quần áo hai lão ướt đẫm, lão già cưỡi lừa vẫn đứng một bên nhìn, không nói lời nào. Bỗng nhiên lão ho lên một tiếng rồi nói: "Khâm phục, khâm phục, các người lui ra đi." Hai lão cùng đáp dạ, nhưng mục quan của Lệnh Hồ Xung vẫn nhìn quanh không rời các chỗ yếu huyệt trên hai người lão. Hai lão vừa múa kiếm đỡ vừa thối lui mà vẫn không thoát được mục quan của Lệnh Hồ Xung. Lão già khen: "Hậu kiếm pháp, Lệnh Hồ công tử, để lão phù thỉnh giáo mấy cầu chiều." Lệnh Hồ Xung nói: "Giảng bối không dám." Hai lão già kia đến bây giờ mới có thể thoát khỏi vòng dây mục quan của Lệnh Hồ Xung, liền nhảy lùi ra sau, giống như hai con chim to bay ra xa mấy trượng. Quần hào không kìm được nổi tiếng hoan hô: "Kiếm pháp của hai lão thế nào, khó mà lĩnh hội được." Nhưng cú nhảy lộn của hai lão ra xa thì thân pháp tuyệt đẹp, ai cũng biết võ công của hai lão vào hàng thượng thừa. Lão già nói: "Lệnh Hồ công tử hạ thủ lưu tình, nếu đánh thật thì trên người của hai người đã sớm bị chém cả trăm vết, đâu có thể để các người dễ sử hết một đường kiếm pháp. Mau qua đây cảm ơn đi." Hai lão phi thân đến, cúi người sát đất. Lão gánh rau nói: "Hôm nay mới biết ngoài trời có trời, trên người có người, cao chiêu của công tử trên đời này hiếm có. Vừa rồi bọn tại hạ có lời vô lễ, xin công tử thứ tội." Lệnh Hồ Xung cung tay đáp lễ, nói: "Kiếm pháp của phái Võ Đan rất là thần diệu, chiêu kiếm của hai vị nhất âm nhất dương, nhất cương nhất nhu, là thái cực kiếm pháp, có phải hay không?" Lão gánh rau nói: "Thật à, chẳng dám làm trò cười cho công tử. Bọn tại hạ là lưỡng nghi kiếm pháp, kiếm vẫn còn phân ra âm dương, chưa thể hợp lại một được." Lệnh Hồ Xung nói: "Khách quan mà nói,
tại hạ cố gắng mới có thể phân biệt được một chút tinh vi trong kiếm pháp của hai vị. Nếu ra tay tương đấu thật thì chưa chắc tại hạ có thể tìm ra chỗ sơ hở để có cơ hội đâu. Lão già nói: Công tử hà tất phải quá khiêm nhường. Một quan của công tử chiêu đến đầu thì chính là chỗ nhược điểm của mỗi chiêu lưỡng nghi kiếm pháp. Ôi, đường kiếm pháp này. Lão lắc đầu mấy cái rồi lại nói: Hơn 50 năm về trước, phái võ đàng có hai vị đạo trưởng sáng tác ra hai đường kiếm này, phải mất mấy chục năm tâm huyết. Hai vị vẫn còn tự cảm thấy trong kiếm pháp có âm, có dương, có nhu, có cương. Ôi! Lão thở dài rồi lại nói tiếp: Nào ngờ gặp phải cao thủ kiếm thuật, đánh không nổi một chiều. Lệnh Hồ Xung cung kính nói: Kiếm thuật của hai vị đại thúc đã tinh thâm như vậy thì Xung Hư đạo trưởng và các cao thủ khác của phái võ đàn chắc càng khiến cho người ta khó mà hiểu nổi. Giảng bối và các vị bằng hữu lần này đi qua chân núi võ đàn là vì có chuyện khẩn yếu, chưa lên núi bái kiến Xung Hư đạo trưởng thật là thất lễ. Chuyện này xong rồi, giảng bối sẽ lên miếu chân võ khấu đầu trước chân võ đại đế và Xung Hư đạo trưởng. Lệnh Hồ Xung là người rất cuồng ngạo, nhưng vừa rồi thấy kiếm pháp của hai lão cương nhu tinh tế, bên trong có không ít động tác thần kỳ. Tuy chàng tìm được chỗ sơ hở trong chiêu thức của hai lão, nhưng bất cứ chiêu thức nào trong thiên hạ cũng đều có chỗ sơ hở, nên lòng chàng rất khâm phục. Lệnh Hồ Xung đoán rằng hai lão nhất định là hạng cao thủ đệ nhất trong phái võ đan, nên nói mấy câu này rất chân thành. Lão già gật đầu nói: Lệnh Hồ công tử trẻ tuổi, võ công tuyệt thế mà không kiêu ngạo, thật là hiếm có. Lệnh Hồ công tử được Phong Thanh Dương tiền bối phái Hoa Sơn truyền thụ kiếm pháp có phải không? Lệnh Hồ Xung giật mình thầm nghĩ: Một quan của lão thật là lợi hại. Lão mới nhìn qua đã biết lai lịch sở học của ta. Tuy ta không thể thổ lộ ra hành tung của Phong Thái Sư Thúc Tổ, nhưng lão đã nói thẳng ra như vậy thì ta không thể nói dối để phủ nhận. Chàng bèn nói: Giảng bối may mắn được học một chút kiếm thuật của Phong Thái Sư Thúc Tổ. Lệnh Hồ Xung nói câu này là có ý không xác nhận đã được Phong Thanh Dương đích thân truyền thụ kiếm pháp. Lão già mỉm cười nói: Một chút một chút kiếm thuật của Phong tiền bối mà đã tuyệt vời như vậy ư? Lão nhận trường kiếm từ tay lão gánh củi, cầm kiếm qua tay trái rồi nói: Lão phù muốn lĩnh giáo một chút kiếm thuật của Phong lão tiền bối. Lệnh Hồ Xung liền đáp: Làm sao chẳng bối dám động thủ với tiền bối? Lão già mỉm cười, thân người từ từ chuyển sang phải, tay trái cầm kiếm lên để ngang trước ngực, lòng bàn tay phải úp vào tay trái giống như đang ôm một quả cầu. Lệnh Hồ Xung thấy lão chưa xuất chiêu mà tiềm lực đã mạnh vô cùng, liền ngưng thần chăm chú nhìn. Kiếm nơi tay trái của lão từ từ đưa về trước, vạch thành hình cánh cung. Lệnh Hồ Xung cảm thấy một luồng hàn khí ồ ạt xông tới phía mình. Nếu chàng không trả chiêu thì không được, bèn nói: Giảng bối đắc tội. Lệnh Hồ Xung nhìn không ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp của lão, đành phải điểm một hư chiêu. Bỗng nhiên lão già đưa kiếm qua tay phải, ánh hàn quang lấp lánh lướt qua cổ Lệnh Hồ Xung. Chiêu kiếm này thần tốc vô cùng, quần hào không kìm được la lên kinh hãi. Nhưng Lệnh Hồ Xung đã thấy được ngay chỗ sơ hở, liền phóng kiếm ra điểm vào huyệt Uyên Ba ở dưới sườn của lão. Lão già liền dựng đứng trường kiếm, choang một tiếng, song kiếm giao nhau, hai người đều lùi ra một bước. Lệnh Hồ Xung cảm thấy trên kiếm của lão có một luồng kình lực liên miên làm chấn động, khiến cánh tay của chàng bị tê. Lão già hứ một tiếng, mặt hơi lộ vẻ kinh dị. Lão già lại đưa kiếm qua tay trái, vạch trước người hai vòng tròn. Lệnh Hồ Xung thấy luồng kình lực trên kiếm của lão xuất ra cũng liên miên, bảo hộ khắp người lão, không có một chút sơ hở nào,
chàng ngấm ngầm kinh dị. Ta chưa bao giờ thấy qua chiêu thức của ai kín đáo như thế này. Nếu lão tấn công ta như vậy thì ta phá bằng cách nào? Kiếm pháp của Nhậm Ngã Hành tiền bối so với vị lão tiên sinh này có lẽ còn mạnh hơn, nhưng trong mỗi chiêu của lão chẳng lẽ không có chỗ sơ hở ư? Lệnh Hồ Xung thấy sợ, bất giác trán toát mồ hôi hột. Tay phải của lão già nắm chặt kiếm quyết, kiếm tay trái không ngừng rung động. Đột nhiên lão phóng ra một chiêu trung bình, mũi kiếm rung động, nhìn ra không biết lão tấn công ở chỗ nào. Chiêu này của lão chụp xuống cả bảy đại yếu quyệt thượng bàn của Lệnh Hồ Xung. Nhưng lão vừa tấn công thì Lệnh Hồ Xung liền nhận ra ba chỗ sơ hở trên người lão. Mấy chỗ sơ hở này không cần tấn công hết, chỉ nhằm vào một chỗ cũng đủ lấy tính mạng của lão. Chàng liền nghĩ, lúc lão phòng thủ hoàn toàn không có cơ sở, lúc tấn công thì vẫn có chỗ sơ hở để ta thừa cơ tấn công. Lệnh Hồ Xung liền dung trường kiếm chỉ vào cuối hàng lông mày trái của lão. Nếu lão tiếp tục dung kiếm phóng về trước thì trán lão tất bị trúng trường kiếm. Mũi kiếm của lão có đâm tới được chàng thì đã chậm một bước rồi. Lão sử chiêu kiếm chưa hết thì đã vội xoay thành dòng bạch quang, có lớn có nhỏ, xoay thẳng xoay nghiêng có, lấp loáng không thôi. Lệnh Hồ Xung qua cả mắt, liền thu kiếm về rồi phóng kiếm chênh chết ra tấn công vào dòng kiếm ảo của lão. Choang một tiếng, song kiếm giao nhau, Lệnh Hồ Xung cảm thấy cánh tay mình tê buốt. Dòng bạch quang kiếm ảo trên kiếm của lão già càng lúc càng nhiều. Không bao lâu, toàn thân lão đã ẩn trong vô số dòng bạch quang đó. Dòng này chưa dứt thì dòng khác đã phát sinh. Tuy trường kiếm của lão tử sử rất nhanh, nhưng không nghe tiếng gió rít, đủ thấy kiếm hình mềm dẻo của lão đã đạt đến quá cảnh. Lúc này, Lệnh Hồ Xung nhìn không ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp của lão. Chàng cảm thấy dường như lão có trăm ngàn trường kiếm hộ thân. Thế thủ của lão quá điêu luyện, tuyệt không có chỗ nào sơ hở. Cái thành trì kiếm này lại có thể di động, trăm ngàn dòng kiếm quang giống như làn sóng từ từ ập đến. Lão già không tấn công từng chiêu mà mấy chục chiêu kiếm pháp thủ thế hợp nhau lại hóa thành thế công. Lệnh Hồ Xung không cách nào chống đỡ nổi, đành phải lùi lại né tránh. Chàng lùi một bước thì những dòng kiếm quang liền tiến lên một bước. Trong khoảnh khắc, Lệnh Hồ Xung đã liên tiếp lùi bảy bước. Quần Hào thấy tình huống của Minh Chủ bất lợi quá, đã rơi xuống hạ phong, nín thở theo dõi, bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bỗng nhiên Đào Cán Tiên nói, kiếm pháp gì vậy? Đây là đứa trẻ vẽ loạn vòng tròn, ta cũng biết vẽ như lão thôi. Đào Hoa Tiên nói, để ta vẽ cho, ta vẽ thì nhất định còn tròn hơn lão nhiều. Đào Chi Tiên nói, Lãnh hồ huynh đệ đừng có sợ. Nếu huynh đệ bị thua đó, bọn ta sẽ xé xác lão già này thành bốn mảnh để trả hận cho huynh đệ. Đào Diệp Tiên lên tiếng, nội trợt lất rồi. Một, hắn là Lãnh Hồ Minh Chủ chứ không phải là Lãnh Hồ huynh đệ. Hai là, sao người biết Lãnh Hồ Minh Chủ sợ chứ? Đào Chi Tiên trả lời, Lãnh Hồ Xung tuy là Minh Chủ nhưng tuổi còn nhỏ hơn ta. Chẳng lẽ hắn mới được làm Minh Chủ thì thành Lãnh Hồ ca ca, Lãnh Hồ ba ba, Lãnh Hồ gia gia, Lãnh Hồ lão thái gia hay sao? Lúc này Lệnh Hồ Xung vẫn lùi, Quần Hào đều vô cùng lo lắng. Nghe Đào Cốc Lục Tiên nói tầm phào bên tai thì càng thêm tức giận. Lệnh Hồ Xung lùi thêm bước nữa, bẹp một tiếng, chân trái chàng đã đạp vào một vũng nước nhỏ. Hắn động tâm nghĩ thầm, ngày đó Phong Thái Sư Thúc Tổ đã ân cần dặn ta rằng, võ thuật trong thiên hạ thiên biến vạn hóa, tinh thần sáng suốt, dụng tâm suy nghĩ thì bất luận chiêu thức nào của đối phương dù tinh diệu đến đâu, chỉ cần có chiêu thức thì nhất định có chỗ sơ hở. Kiếm pháp của Độc Cô Đại Hiệp truyền lại sở dĩ có thể đánh bại mọi người trong thiên hạ, không còn ai là địch thủ, là vì nhìn ra được chỗ sơ hở trong chiêu thức của địch. Bây giờ kiếm pháp của vị tiền bối này dây vòng tròn như ý lão mà không có chỗ sơ hở, nhưng dù ta nhìn không ra chỗ sơ hở thì cũng chưa chắc không có chỗ sơ hở. Chỗ sơ hở đó
mắt ta chưa nhìn ra được mà thôi. Lệnh Hồ Xung lại lùi thêm mấy bước, chăm chú nhìn vô số dòng kiếm quang biến ảo của lão già. Bỗng nhiên chàng nghĩ, không chừng ở giữa vòng tròn kiếm quang là chỗ sơ hở. Nhưng nếu không phải là chỗ sơ hở, ta phóng một kiếm vào thì bị trường kiếm của lão xoắn lấy chặt đứt cả cánh tay. Chàng lại nghĩ, may mà lão tấn công theo cách chỉ từ từ tiến lên, muốn lấy tính mạng của ta cũng không dễ. Nhưng ta cứ né tránh hoài, rốt cuộc phải thua. Trận này mà ta thất bại thì tất cả mọi người đều nhục chí, làm sao có thể xông vào chùa Thiếu Lâm cứu Doanh Doanh được. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến Doanh Doanh đối với mình tình thâm nghĩa trọng, vì cô ta mà mình bị chặt một cánh tay cũng đâu có sao. Tận đáy lòng chàng cảm thấy có thể vì cô ta mà bị chặt đứt cánh tay là chuyện được an ủi vô cùng. Lệnh Hồ Xung lại cảm thấy mình đã phụ cô ta rất nhiều, nên phải vì cô mà chịu trọng thương hay tàn phế thì mới có thể đáp một chút ân sâu. Nghĩ đến đây, dường như chàng mong muốn đối phương chém đứt cánh tay mình. Lệnh Hồ Xung dùng cánh tay ra, trường kiếm liền đâm vào dòng kiếm quang của lão già. Choang một tiếng rất lớn, Lệnh Hồ Xung cảm thấy ngực bị chấn động kịch liệt, khí huyết nhộn nhạo. Cánh tay hắn vẫn còn nguyên. Lão già lùi lại hai bước thu kiếm về. Vẻ mặt lão rất cổ quái, vừa rất kinh ngạc, vừa rất xấu hổ, và cũng thoáng một chút hối tiếc. Một lúc sau lão mới nói, Lệnh Hồ công tử kiếm pháp cao minh, gan dạ hơn người, khâm phục, khâm phục. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 55 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.